Thống kê mới nhất của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho thấy số đầu gia cầm tăng trưởng khoảng 6% một năm, sản lượng thịt gia cầm đạt trên 1 triệu tấn, đó là chưa kể khoảng hơn 11 tỷ quả trứng gia cầm. Từ đó mà nguy cơ dư nguồn cung các sản phẩm từ gia cầm đang hiện hữu, trong khi chất lượng gia cầm lại chưa đồng đều và khó quản lý về an toàn dịch bệnh. Do đó phải tập trung đầu tư theo chuỗi gắn với xuất khẩu để phát triển bền vững ngành chăn nuôi nói chung. Đây là quan điểm được nhiều đại biểu nêu ra tại hội nghị về phát triển chăn nuôi gia cầm được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức sáng ngày hôm nay. Lấy ví dụ về hoạt động xuất khẩu giống gà bản địa và cao sản từ Việt Nam sang các thị trường lân cận ở Đông Nam Á. Một số doanh nghiệp cho rằng việc sản xuất giống gia cầm đã rất tốt, nhưng việc xuất khẩu thì vẫn phải qua đường tiểu ngạch, nên giá thành sản phẩm rất cao, khiến doanh nghiệp gặp khó khăn. Hàng của Việt Nam đưa qua khỏi cửa khẩu bằng đường tiểu ngạch thì nước bạn cũng chấp nhận làm cái thủ tục kiểm dịch ở tại nước bạn, nhưng nó là không mang cái tên của tên doanh nghiệp nữa mà chuyển thành một cái tên của người Campuchia. Từ đó thì đòi cái giá thành chi phí không được lợi thế thì cạnh tranh với thị trường Campuchia với con gà Thái. Ngoài ra, việc thống kê tổng sản lượng thịt gia cầm chưa thống nhất giữa các cơ quan khiến cho việc dự báo thị trường và phát triển ngành chăn nuôi gia cầm chưa mang lại hiệu quả và chưa sát với tình hình thực tế. Theo số liệu thống kê của năm 18 là chúng ta sản xuất được khoảng độ 1,1 gần 1, tôi lấy số tròn là hơn 1 triệu tấn thịt hơi là gia cầm. Nhưng mà dựa trên sản lượng thức ăn là hơn 7,7 triệu tấn thì chúng tôi tính rằng là cái sản lượng thịt hơi của chúng ta sản xuất trong năm 2018 nó cỡ khoảng độ 2,4 triệu tấn. Đã đến lúc chúng ta phải xem xét lại số liệu thống kê. Bởi vì nếu chúng ta không thống nhất được với số liệu thống kê về cái ngành hàng này thì cái định hướng về chiến lược phát triển nó sẽ trật và sẽ xảy ra cái hiện tượng là cung sẽ vượt cầu trong năm sắp tới. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, dư địa cho các sản phẩm gia cầm vẫn còn nhiều khi mà thị trường nội địa đang có tới gần 100 triệu dân. Sản phẩm gia cầm cũng đã xuất khẩu sang Nhật Bản, nhưng yêu cầu cốt lõi phải tập trung vào phát triển sản phẩm gia cầm theo chiều sâu, theo chuỗi giá trị, với cả sản phẩm thịt và trứng gia cầm. Chỉ có như vậy mới giải quyết được những thách thức trong phát triển chăn nuôi gia cầm như quy mô nhỏ lẻ, chất lượng không đồng đều, khó quản lý về an toàn dịch bệnh hiện nay. Dư địa phát triển ngành chăn nuôi gia cầm trong ngành chăn nuôi còn tốt, chúng ta sẽ tập trung thúc đẩy. Tuy nhiên, để đảm bảo phát triển hiệu quả bền vững thì đòi hỏi cả các khâu trong chuỗi liên kết phải chú ý, từ khâu giống, từ khâu quy trình, tổ chức sản xuất, kiểm soát chất lượng tất cả các khâu và tổ chức thị trường để làm sao chúng ta khai thác tốt nhất tiềm năng lợi thế của ngành hàng gia cầm nói riêng và chăn nuôi nói chung. Trên cơ sở tiếp tục chú trọng tạo dựng mối liên kết giữa các bên trong chăn nuôi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đưa ra mục tiêu tới năm 2020, lượng đầu con gia cầm tăng từ 20 lên 50%, sản lượng thịt và trứng gia cầm tăng từ 25% hiện nay lên 55% so với tổng các loại vật nuôi.